Thủ tướng Trung Quốc hôm 24 tháng 8 cam kết chia sẻ thêm dữ liệu quản lý nước từ phần Mekong của họ với các nước láng giềng ở Đông Nam Á sau những lời chỉ trích của Mỹ rằng nước này đang tích trữ nước và làm tổn hại đến sinh kế ở hạ nguồn. Trung Quốc sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ hơn trong khả năng của mình cho các quốc gia khác vùng Lan Kang, Mekong để sử dụng tốt hơn các nguồn nước, Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết. Ông Cường phát biểu như vậy tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức qua mạng của các nhà lãnh đạo 6 nước thành viên chương trình hợp tác Lan Kang Mekong, viết tắt là LMC, gồm Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Hai năm hạn hán kỷ lục trên sông Mekong có độ dài 4.350 km đã gây tàn phá cho nhiều người trong số 60 triệu dân sống dựa vào dòng sông này để đánh bắt cá và trồng trọt. Một báo cáo do một công ty nghiên cứu của Mỹ công bố trước đây trong năm cáo buộc 11 con đập của Trung Quốc trên các đoạn thượng lưu của con sông này đã giữ lại một lượng lớn nước trong đợt hạn hán năm ngoái, một phát hiện mà Trung Quốc không đồng tình. Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaitri nói với Reuters rằng chi tiết cụ thể về chia sẻ dữ liệu sẽ được xem xét trong những tháng tới.